Để có một cây hoa hồng khỏe mạnh, ít bệnh tật, phát triển mạnh mẽ theo đúng chu kỳ sinh trưởng của chúng. Ngoài việc xuất phát điểm là con giống, khi bạn lựa chọn phải thật tốt, thì việc chăm sóc đúng kỹ thuật, đủ dinh dưỡng là rất quan trọng. Đã có rất nhiều bạn trồng hoa hồng không thành công chỉ vì không biết cách chăm sóc thế nào cho đúng và đủ. Cho nên, mình khuyên các bạn hãy trang bị cho mình một kỹ năng tối thiểu về chăm sóc cây hoa hồng trước khi bạn có ý định mua cây hoa hồng về trồng. Ở bài viết này, Hà Trung chia sẻ với các bạn kinh nghiệm chăm sóc bón phân cho hoa hồng được trồng ở trong chậu. Nếu bạn nào trồng dưới mặt đất hay ngoài vườn, nếu áp dụng thêm kỹ thuật này thì mình nghĩ không có gì tốt hơn. Thưa các bạn, theo kinh nghiệm và sở thích của mình thì ngay sau khi mua cây giống về, bạn nên chọn mua luôn chậu phù hợp với không gian mà bạn định kê đặt. Để cho suốt vòng đời cây hoa hồng sau này, bạn không phải bới đất thay chậu nữa. Cũng vì lý do này, cho nên khi bạn bắt đầu trồng, bạn phải trộn giá thể thật cẩn thận. Giá thể phải đầy đủ mọi thành phần sinh hóa để bộ rễ cây hoa hồng phát triển tốt nhất có thể. Một bộ rễ tốt sẽ phục vụ việc hấp thụ và truyền tải chất dinh dưỡng từ dưới lên và chuyển hóa, trao đổi chất từ trên xuống dưới được thuận lợi tối đa. Cách trộn giá thể này có rất nhiều tài liệu hướng dẫn trên các trang mạng. Bạn chỉ cần chọn lấy một công thức phù hợp cho cây hoa hồng nhà mình là được. Có được điều kiện tiên quyết này, chắc chắn cây hoa hồng nhà bạn sẽ phát triển mạnh mẽ và bạn sẽ có một chậu hoa hồng đẹp, rực rỡ và cái quan trọng nhất là rất dễ chăm sóc. Quay lại việc bón phân cho cây hoa hồng. Như mình đã đặt ở tiêu đề là lúc nào cần bón phân cho cây. Mình sẽ chia sẻ thật chi tiết để các bạn tham khảo. Khi mới trồng vào chậu, vì giá thể tốt, đầy dinh dưỡng và quả mới tinh, cho nên 6 tháng đầu tiên bạn không cần phải bón bổ sung bất cứ thứ gì. Các bạn đang nom đi trên màn hình, những chậu hoa hồng 6 tháng tuổi của mình vẫn tràn đầy sinh lực và đang phát triển mạnh mẽ. Tất cả giá thể vẫn nguyên si như lúc mới, cho dù mình có nhổ cỏ và chưa nhổ cỏ. Cảnh quay này mình vừa mới quay cách đây ít giờ. Rất nhiều bạn vì thiếu kinh nghiệm chăm sóc nên đã làm hỏng cây ngay từ thời gian đầu tiên do nóng vội bón những phân hóa chất đậm đặc và không đúng kỹ thuật làm hỏng bộ rễ. Hậu quả, khi bộ rễ non nớt bị nhiễm hóa chất, cây hoa hồng rất lâu hồi phục, thậm chí nặng, có thể bị chết. Khi được một thời gian, hoa hồng đã có tán rộng. Thời gian này là khoảng 8 tháng tuổi trở lên. Bạn hãy bón dần cho hoa hồng bằng phân vô cơ như NPK, phân đầu trâu hay phân vi sinh. Tuyệt đối không bón phân nạp ure. Và một tháng chỉ bón cùng lắm là 1 hoặc 2 lần. Khi bón, rắc đều phân vào gốc cây nếu là phân vi sinh và rắc xa gốc nếu là phân hóa học có chất đậm đặc.
Khi cây hoa hồng đã trưởng thành, thậm chí nhiều năm tuổi, bạn nên cho ăn định kỳ để cây có đủ dinh dưỡng, phát triển thân, cành và lá. Qua đó, bạn mới có cơ hội thu được những bông hoa to và rực rỡ. Chu kỳ bón phân này được chia ra như sau. Mỗi một lứa hoa, sau khi tàn, bạn cắt cành. Bạn phải bổ sung các loại phân như vừa kể ở trên. Khung thời gian bón phân là ngay sau kết cành và tiếp theo khoảng độ 20 ngày. Xen kẽ vào khung thời gian bón phân đó, các bạn phun bón lá, vi sinh hoặc là dưỡng chất tháng 3 lần, khoảng 10 ngày một lần. Nhớ là các bạn phun xen kẽ vào những chu kỳ bón phân như vừa mình nhắc ở trên. Các bạn phải thật lưu ý là tất cả các lượng phân bón đều ít và loãng chứ không được đậm đặc. Và tránh tư tưởng nóng vội. Công thức này các bạn nên áp dụng trong suốt thời gian trong mùa sinh trưởng. Mùa sinh trưởng mình nói ở đây là bắt đầu khi mùa thu và hết mùa xuân năm sau. Còn mùa hè nắng nóng, chế độ bón phân lại hoàn toàn khác. Thậm chí những ngày nắng nóng tuyệt đối không được bón phân. Nếu làm được như vậy, các bạn sẽ có được những chậu hoa hồng rực rỡ, lung linh như các bạn đang được nôm thấy trên màn hình. Thưa các bạn, trên đây là quy trình bón phân cực kỳ đơn giản mà mình đã tạo ra và lập thành một công thức cho những chậu hoa hồng của nhà mình. Nếu các bạn có điều kiện tỉ mỉ hơn, cầu kỳ hơn khi chăm sóc cho chậu hoa hồng của bản thân mình bằng những dinh dưỡng như dịch chuối, cá ngâm, đậu tương ngâm, vân vân, thì mình nghĩ là quá tốt. Còn những chậu hoa hồng của mình thì chưa bao giờ được hưởng những thứ cao sang như vậy. Một là mình chưa có điều kiện, hoặc ít ra là tính mình ưa đơn giản, dễ chăm sóc để phù hợp với rất nhiều bạn, nhất là bạn, nhất là những bạn có thói quen lười biếng. Phòng khi sau này nếu Hà Trung bỗng dưng nảy ra ý định thương mại giống và những chậu hoa hồng mang thương hiệu Trung Hoa Hồng, thì mọi nhà, mọi người, mọi nơi đều có thể sở hữu một chậu hoa tuyệt vời mà không cần phải cầu kỳ, chỉ cần chăm sóc đơn giản như những gì mà Hà Trung vừa chia sẻ trong bài viết này là đủ. Thưa các bạn, trên đây là những kinh nghiệm chăm sóc cho cây hoa hồng mà Hà Trung đang áp dụng cho vườn hoa của nhà mình. Rất có thể nó không giống với một số bạn đã và đang chăm sóc cho cây hoa hồng của nhà bạn. Mình luôn tôn trọng cách chăm sóc tuyệt vời đó của riêng các bạn. Nhưng mình vẫn đăng tải bài viết và chia sẻ kinh nghiệm này với các bạn yêu hoa hồng trên toàn không gian mạng cũng như ngoài đời thực. Và hy vọng biết đâu đó có bạn sẽ áp dụng kỹ thuật này vào những chậu hoa hồng của mình ngay sau khi đọc bài viết và đã thành công mỹ mãn. Đó là phần thưởng cao quý nhất mà chúng được ban tặng khi biết rằng những bài chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây hoa hồng mà hàng ngày mình vẫn truyền tải cho các bạn không hề vô ích. Hà Trung rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết này. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau.